Xin chào các siêu nhân, nay chúng ta cùng nghiên cứu chuyên đề về tỷ số thể tích khối năng trụ. Tỷ số thể tích khối năng trụ thì nó có mấy dạng sau đây này. Dạng 1 là các cái khối liên quan đến các điểm có sẵn trong cái mô hình năng trụ đấy. Một, khối liên quan đến điểm có sẵn. Có sẵn của năng trụ tam giác, chủ yếu là năng trụ tam giác này nhé, thì nó gồm khối 3 điểm, khối 4 điểm và khối 5 điểm. Với một cái năng trụ tam giác cho sẵn A, B, C, A phẩy, B phẩy, C phẩy, thì trong cái khối năng trụ cho sẵn tam giác này, chúng ta chộp 4 điểm bất kỳ không đồng phẳng thì nó sẽ tạo ra một khối tự nhiên. Ví dụ để chộp 4 điểm bất kỳ A, B, C, A phẩy, 4 điểm này không đồng phẳng thì nó sẽ tạo ra một cái khối tứ diện hay là khối chóp tam giác. Nhiệm vụ của chúng ta là phải thiết lập tỉ số thể tích của khối chóp tam giác A phẩy ABC này với thể tích của khối năng trụ ban đầu. Thì chúng ta nhớ hai công thức quan trọng. Bạn nào mới học thì cần nhớ hai công thức này là hiểu được không? Thể tích khối chóp thì bằng 1/3 diện tích đáy nhân chiều cao. Thể tích khối năng trụ thì bằng diện tích đáy nhân chiều cao. Như vậy với cái khối năng trụ này thì chúng ta coi đáy là ABC, và cái khối chóp A phải ABC này chúng ta cũng coi đáy là ABC. Thế thì chiều cao của nó sẽ đồng thời, nó chỉ xuất phát từ A phải. Như vậy chiều cao của cái khối A phải ABC nó chính là AH, và AH này vuông với ABC thì nó cũng là chiều cao của cái khối năng trụ này. Như vậy hai khối là khối năng trụ tam giác và cái khối chóp tam giác A phải ABC là cùng chiều cao và lại có cùng đáy ABC. Như vậy nếu ốp vào công thức kia thì thể tích năng trụ nó sẽ bằng diện tích ABC nhân với A phải H. Còn diện tích khối chóp thì nó bằng 1/3 diện tích ABC nhân với A phải H. Vậy thể tích khối 4 điểm này nó sẽ bằng 1/3 lần thể tích của cái khối năng trụ. Hình dung nào nhỉ? Như vậy khối 4 điểm V 4 điểm sẽ bằng 1/3 lần V năng trụ. Vì hai khối này có cùng chiều cao là A phải H, cùng diện tích đáy ABC, mà nó khác nhau công thức. Khối chóp thì có thêm 1/3, còn khối năng trụ thì không 1/3. Như vậy cái khối chóp A phải ABC sẽ có thể tích vào 1/3 thể tích khối năng trụ. Công thức 1 hiểu chưa? Kết quả này đúng với khối 4 điểm bất kỳ. Ở đây thầy không lấy A phải ABC, thầy lấy 4 điểm khác nhé. Ví dụ thầy chọn 4 điểm khác bất kỳ là điểm AB, A phẩy, AB, A phẩy, C phẩy chẳng hạn. Đảm bảo 4 điểm này không đồng phẳng thì chúng ta có cái thể tích khối A phẩy, AB, C phẩy này sẽ chứng minh được có thể tích nó bằng 1/3 thể tích khối năng trụ. Việc chứng minh của nó như sau. Việc chứng minh cái thể tích của A phẩy, A, B, C phẩy này sẽ được thực hiện như sau. Cái khối này nếu thầy coi chiều cao là C phẩy, chiều cao là C phẩy thì đáy của nó sẽ là A phẩy, A, B. Chiều cao xuất phát từ C phẩy này. C phẩy là đỉnh thì đáy của nó sẽ là A phẩy, A, B. Cái khối này thì có thể tích sẽ bằng cái khối có đỉnh là C phẩy và đáy là A phẩy, B phẩy, B. Vì hai cái đáy này cùng nằm trên mặt phẳng và nó cùng là nửa của cái hình bình hành.
AB A phẩy với A phẩy BB phẩy cùng nằm trên một mặt phẳng. Và nó là hai cái nửa của cái hình bình hành này. Cho nên diện tích của hai tam giác này bằng nhau. Chiều cao từ C phẩy đến mặt AB B phẩy, AB A phẩy cũng chính là chiều cao từ C phẩy đến mặt phẳng BA phẩy B phẩy. Và bằng khoảng cách từ C phẩy đến cả cái mặt hình bình hành này. Như vậy chiều cao giống nhau, diện tích tam giác này bằng diện tích tam giác này. Do đó thể tích khối C phẩy AB A phẩy sẽ bằng thể tích khối C phẩy B A phẩy B B phẩy. Thể tích C phẩy, cái này chúng ta nghe được nhé. C phẩy A phẩy A B bằng thể tích C phẩy A phẩy B B phẩy. Vì hai khối này cùng diện tích đáy, vì hai cái đáy này có diện tích bằng nhau và chiều cao đều là khoảng cách từ C phẩy đến cái mặt mặt hình bình hành AB B phẩy A phẩy. Cái này hiểu không nhỉ? Cùng chiều cao mà diện tích đáy bằng nhau thì hai cái thể tích của hai chóp đấy nó sẽ bằng nhau. Thể tích của cái khối này, khối C phẩy A phẩy B B phẩy thầy vặn lại thành khối, khối này thầy vặn lại thành khối B A phẩy B phẩy C phẩy. Thì khối này sẽ có thể tích bằng 1/3 diện tích A phẩy B phẩy C phẩy nhân với khoảng cách từ B đến mặt phẳng A phẩy B phẩy C phẩy. Thì nó sẽ bằng 1/3 lần thể tích của khối năng trục tam giác này. Bởi vì đáy đều là A phẩy B phẩy C phẩy, chiều cao đều là khoảng cách từ B đến mặt A phẩy B phẩy C phẩy. Khối này sẽ bằng 1/3 lần B năng trục. Như vậy, nếu chúng ta cứ chộp 4 điểm bất kỳ của cái năng trụ tam giác thì thể tích của cái khối 4 điểm đấy, 4 điểm không đồng phẳng nhé, thì thể tích khối 4 điểm đấy sẽ bằng 1/3 thể tích của năng trụ. Đây là công thức số 1 về tỷ lệ thể tích. Chúng ta ghi lại công thức này rồi. Cứ chộp bất kỳ 4 điểm thì sẽ ra được một khối có thể tích bằng 1/3 thể tích của khối năng trụ. Khi chộp 4 điểm như vậy, chúng ta quan sát trở lại cái hình trên. Chộp 4 điểm như vậy thì chúng ta sẽ còn lại một cái khối nữa. Cái khối A phẩy A B C này vất đi thì chúng ta còn một cái khối là A phẩy B phẩy C phẩy C B. Và tưởng tượng đây là khối năng trụ này, cầm dao chém xẻ một cái hất cái chóp tam giác ra ngoài thì sẽ còn lại một cái khối là khối 5 điểm A phẩy B phẩy C phẩy C B. Hai khối này chập lại thì bằng khối năng trụ tam giác phần đầu. Vậy cái khối 5 điểm này có thể tích bằng bao nhiêu lần thể tích năng trụ? 4 điểm. Ừ, 4 điểm thì nó là 1/3 rồi. Vậy thì cái phần còn lại là 5 điểm. 5 điểm A phẩy B phẩy C phẩy CB nó có thể tích bằng 2/3 thể tích năng trụ. Vậy thể tích khối 5 điểm V 5 điểm bằng 2/3 về năng trụ. Đấy, mục 1 chúng ta nhớ hai công thức này là xong. Cứ chộp 4 điểm bất kỳ trong năng trụ thì được một khối thể tích bằng 1/3 năng trụ. Chộp 5 điểm bất kỳ thì sẽ được một khối có thể tích bằng 2/3 thể tích năng trụ. Như vậy từ đây chúng ta sẽ gặp hai bài toán. Một là bài toán tính các cái thể tích khối con này bằng cách tính thể tích khối năng trụ rồi suy ra nó. Đấy là bài toán 1. Bài toán 1. Từ thể tích năng trụ suy ra V 4 điểm, V 5 điểm. Đấy là bài toán xuôi chúng ta sẽ hay gặp. Bài toán số 2. Từ thể tích 4 điểm hoặc 5 điểm chúng ta suy ra về năng trụ. Đấy là bài toán luôn. Ở dạng số 1 chúng ta nghiên cứu hai bài toán như vậy. Ví dụ nhé. Ví dụ 1, cho năng trụ đứng ABC A phẩy B phẩy C phẩy. Biết BB phẩy bằng A căn 3.
đang chịu đứng này. B B phẩy bằng A căn 3. Tam giác ABC cân tại A. AB bằng AC bằng 2A. Góc BAC bằng 120 độ. Tính V A phẩy C phẩy BC. Tính V AB A phẩy B phẩy C phẩy. Đây là một ví dụ khá điển hình về loại bài toán xuôi. Từ V lăn trục, suy là các V 4 điểm, V 5 điểm. Nếu như chúng ta không thuộc cái công thức này, chúng ta chơi hẳn vào các cái thể tích này thì khả năng nó sẽ vất vả đấy. Các bạn mới vào học sau thì hãy tạm thời nhớ các công thức này nhé. Chịu khó xem các video ở trên nhóm trước để xem lại sẽ nắm sâu hơn. Việt mấy nay đi đâu mà áng ơi? Hả? Đi đâu đi hóa gì? Kéo đi cầm nào chải nó bắt đi đâu? Hả? Tôi nghĩ ông đang bị trái. Nào trai bảo đại nó giải bùa cho nha. Chuyên gia giải bùa bị trái. AB bằng 2A này, AC bằng 2A này, BB phải A căn 3 này. Này 120 độ này. Như vậy bài này êm rồi đúng không? Năng trụ đứng thì có chiều cao chính là cạnh bên rồi. Vậy chúng ta được cái đơn diện tích đáy nữa. Diện tích đáy nhân với chiều cao thì sẽ là thể tích lăng trụ. Thể tích lăng trụ biết thì cái thể tích khối 4 điểm này chúng ta khớp lại công thức. Không cần nhìn nó hình dạng ở đâu trên hình kẻ nó. Áp dụng công thức là xong. Diện tích đáy ở đây có tam giác kết hai cạnh và góc xen giữa. Thì chơi công thức gì nhỉ? Kiên. Diện tích đáy tính sao? Diện tích ABC. Ui giời, cân thế. Cân kẻ cao. Ui, tính vậy thì củ chuối quá. Có công thức rồi. Diện tích của một tam giác biết cạnh của góc xen giữa thì tích hai cạnh sin góc xen giữa thôi. Bằng bao nhiêu nhỉ? 1 phần 2, 2A, 2A sin 120 căn 3 trên 2 bằng A bình phương căn 3. Như vậy V lăng trụ A bình căn 3 nhân với A căn 3 bằng 3A 3. Đấy là thể tích lăng trụ. Sau đó chúng ta dùng công thức thể tích 4 điểm A phải C phải BC. A phải C phải BC. Cái này thì chúng ta cũng không cần biết hình dạng nó như thế nào, không cần biết đáy chiều cao đâu làm gì cho nó mệt đau não. Chúng ta chỉ cần một công thức thôi, thể tích 4 điểm. Còn nếu mà tính vo mệt với đây không nhá, tính vo đấy chúng ta lại phải truy nó về đáy này chẳng hạn, hoặc nó dịch sang đáy này chẳng hạn. Nói chung đó, V 4 điểm. A phải C phải BC là 4 điểm. 1 phần 3 V lăng trụ. Hai công thức này không nhớ cho tôi, vận dụng rồi. Hiểu chứ? Ngon đúng không? V 5 điểm. Để áp biết hình dạng nó là gì? Thấy 5 điểm này. A, B, A phải B phải C phải. Khối này nếu có tên thì, nếu đọc tên nó là khối gì? A, B, B phải A phải B phải C phải. Ông nào đọc ở đây cái tên của khối này không? Có tên không? Hả? A B B phải. Giới thiệu với em
hôm nay có cô giáo đến dự giờ với chúng ta. Cô Bành thì mị. Đi. A, B, A phải như vậy. Khối này nếu mà đọc tên, nó sẽ là khối chóp tứ giác. Với đỉnh chúng ta chọn nó là đỉnh C phải. Đấy là A, B, B phải, A phải. Hình dung được không? 4 điểm A, B, B phải, A phải nó nằm trên mặt. Thì khối này là khối chóp tam giác. À xin lỗi, khối chóp tứ giác. Nhưng mà chúng ta không thèm quan tâm nó là khối gì. Bởi vì nó lọt vào ma trận 5 điểm của ta rồi. Chơi luôn thôi. Bằng 2 phần 3. Về lăng trụ. Bằng 2 A mũ 3. Như vậy dạng này thì nếu nó hỏi 4 điểm hoặc 5 điểm thì cái khó nhất là chúng ta đi tính cái khối lăng trụ thôi. Ví dụ số 2. Lăng trụ đứng ABC, A phải, B phải, C phải. Lăng trụ đứng có tam giác ABC vuông tại A. Tam giác ABC vuông tại A. AB bằng A. AC bằng A căn 3. Mặt phẳng A phẩy BC tạo với đáy góc 60 độ. Rồi tạo với đáy góc 30 độ. Tính V BC A phải B phải C phải. Không ấy đâu, không đả, không đả, không đả đâu. Cái bản tên. Hả? Cái bản tên. Đạt nó bị tụt huyết áp. Tụt huyết áp hả? Tụt huyết sáng rồi kìa. Hả? Tụt huyết sáng rồi. Kéo lên được chưa? Chưa. Đang nứt. Giỏi hả? Sang chấn tâm lý à? Không, không đả được bài hay sao? Thấy qua nắng nó sốc đúng quả rồi. Lăng trụ đứng này, vuông tại A, AB bằng A này, AC bằng A căn 3 này. Như vậy diện tích đáy là em rồi nhá. Ừ, cái khó bây giờ là cái gì? Khó bây giờ là cái tìm chiều cao. Như vậy chúng ta phải xác định cái góc 30 độ này. Đấy là cái khó. Góc giữa mặt phẳng A phẩy BC và ABC. A phẩy BC với ABC. Bước 1 làm gì nhỉ? Góc giữa hai mặt PQ. Bước 1 là xác định giao tuyến PQ là delta. Bước 2 này xây dựng mặt vuông với giao tuyến, mặt R vuông giao tuyến. Bước 3 xác định giao của R với delta là các cái xác định giao của R với các mặt PQ là các đường BA, thì góc giữa BA là góc giữa hai mặt. Đấy là quy trình xác định góc giữa hai mặt. Như vậy đây là A phẩy BC với ABC. Bước 1 xác định giao tuyến này BC. Bước 2 là xây dựng mặt phẳng vuông với BC. Thế để xây dựng mặt phẳng vuông với BC thì chúng ta xem ở trong hình đấy nó có cái đường nào đã vuông với BC rồi. Có đường nào vuông BC rồi thì chúng ta sẽ kẻ thêm một đường vuông BC nữa thì nó sẽ ra mặt. Đúng không? Ở đây có các đường này, BB phải, CC phải, A phải đều vuông với BC rồi. Thế thì BB phải thì nó chạm vào BC, CC phải nó chạm BC rồi thì cái này nới rộng hình nó hơi khó. Vậy lấy cái A phải này sẽ đẹp hơn. A phải này vuông BC, vậy từ A này chúng ta trúc đường vuông BC nữa.
thì nó sẽ ra mặt từ A này. Kể AH vuông BC thì khi đó BC nó sẽ vuông mặt phẳng A phẩy AH. Và cái mặt R trong lý thuyết của ta nó chính là mặt phẳng A phẩy AH. Và cái góc nó sẽ là góc này. Góc AH A phẩy. Hiểu được không? Mấy ông trực tuyến hiểu được không? BC H thuộc BC. BC vuông AH phải do lăng trụ đứng. Suy là BC vuông mặt phẳng AH A phải. Mặt AH A phải giao với từng mặt, giao mặt ABC bằng AH. AH A phải giao mặt phẳng A phải BC bằng A phải H. Như vậy cái góc giữa A phải BC với đáy ABC chính là góc AH A phải H, mà nó bằng góc A phải HA. Nó bằng góc này là bởi vì góc này góc nhọn. Góc nhọn là do AH nó vuông với AH nó vuông A phải bằng 30 độ. Nhiệm vụ là chúng ta phải tính A phẩy A và biết góc này, vậy chúng ta tính được AH nữa là E. Tính AH theo con đường nào? To cân bằng diện tích. Ok, hoặc có công thức sẵn là gì đấy? Nghịch đảo bình phương đường cao đúng không? Nghịch đảo bình phương đường cao nhá, 1 trên AH bình và 1 trên AB bình cộng 1 trên AC bình và 1 phần A bình phương cộng 1 phần 3A bình phương. Như vậy AH tính ra bao nhiêu này? A căn 3 phần 2 à? Từ đây suy ra A phải AH biết này, dùng tan 30 độ nhé, bằng AA phẩy trên AH. AA phẩy sẽ bằng A trên 2 đúng không? Vậy V khớp lạnh nó sẽ bằng V lăng trụ trước này, diện tích đáy 1 phần 2 A nhân A căn 3 nhân chiều cao A trên 2 A 3 căn 3 phần 4. Đây là V lăng trụ đúng không nhỉ? V lăng trụ. Đây còn V 5 điểm. V 5 điểm bằng 2 phần 3 V lăng trụ. Đáp số bằng A mũ 3 căn 3 phần 6 á. Đúng không? Đúng không ạ? Đạt cũng bây giờ khi ngỡ ngàng cũng biết thể tích được sao thì biết không đấy? Em nhập rồi. Thay á? Đã thì rồi. Em nhập. Tưởng mấy người không học không biết gì. Em vẫn kể video của thầy. Hả? Thầy view của thầy tăng nhanh vào ngày thôi em. Thật á? Ừ, con xem video con bình luận loạn lên đi. Hay quá với đấy, dở quá với đấy. Hài quá với các loại quá rồi đấy. Ví dụ số 3. Lăng trụ đứng ABC, A phải, B phải, C phải. Tam giác ABC vuông tại A. Biết AB bằng AC bằng A. Góc giữa AC phẩy và BA phẩy bằng 60 độ. Tính V A phẩy B phẩy AC. Nick Hana các bạn. Chào bạn
Hanna. Đại Hanna đại. Cút. Cút. Này có nick. Hai cứ quên đi. Người quen của đại này. Tớ đại. Ok. Bài số 3. Bạn này khét đấy, bạn này khả năng 80% không biết làm. Chúng ta vẽ hình nghiên cứu trong 1 phút. Đảm bảo 80% không biết làm. Còn 20% biết làm nhưng không làm được. Cày thế. Cày quen. Kết quả thi đại học năm nay có là điều cảnh báo đối với các K26 không? Cô run đúng không? Khả năng chuyển hết sang khối xã hội thi thôi, giáo dục công dân 10 như mưa vậy. Văn một con là năm nay hơi ít. Như vậy, đây là yêu cầu thể tích tính khối 4 điểm. A phải B phải AC. Mỗi 4 điểm thì thể tích bằng 1/3 thể tích lăng trụ. Như vậy mấu chốt chúng ta vẫn phải là chơi được cái thể tích lăng trụ này. Thế bây giờ để chơi thể tích lăng trụ thì diện tích đáy, đây lăng trụ đứng rồi nhá. Diện tích đáy thì em mình cầm lát mình vuông cân là chén được diện tích đáy. Vậy chiều cao là mấu chốt đúng không? Chiều cao là mấu chốt mà muốn giải mã cái chiều cao này thì cái này là cái quyết định. Góc giữa AC phải với BA phải. AC phải với BA phải là 60 độ. Đây là một trong những dạng bài toán hơi khét đấy, bởi vì chúng ta không khai thác tốt được cái giả thiết này đâu. Trong chuyên mục lần trước có một cái cách hướng dẫn về cái này rồi đúng không? Đúng rồi, vector ông kia nhớ đấy, Trung Nguyên nhớ rất tốt. Kỹ thuật khai thác cái này là kỹ thuật vector. Nói điều đó chứng tỏ ông Việt chưa xem rồi. Nó khoát bây giờ nó nổ cái đuôi nó ra. Dùng kỹ thuật vector để xử lý cái 60 độ này. Nhớ không đại? Xương xương kìa. Xương xương à. Chứ bây giờ chúng ta mô tả cụ thể nó ở trên hình này. Thì sẽ đẩy qua đường, các cái đường song song với nó mà cắt nhau. Thì có thể đẩy qua trung điểm này. Đẩy qua trung điểm này. Để ốp vào tầm giác này. Cách đấy thì nó sẽ mệt về hình học. Chúng ta chơi theo vector thì nó nhàn hơn. Và lấy các cái vector cơ sở ở đây là các cái vector cố gắng tạo nó với nhau một góc cố định mà góc vuông là đẹp nhất. Ở đây thì nên lấy A là gốc của các vector cơ sở, vector AB, vector AC và vector AA phải. Ba vector cơ sở này sẽ là gốc. Và nhiệm vụ chúng ta là biến các vector AC phải, BA phải theo các cái vector cơ sở này. Hôm trước ai chưa học thì nhớ lại nha. Chọn 3 vector cơ sở. 3 vector này không đồng phẳng nha. 3 vector này không đồng phẳng. Mà nên chọn các vector chung gốc này. 3 vector chung gốc nhé. 3 các ở đây là 3 này. 3 vector chung gốc. Và các vector này nó tạo với nhau các góc 90 độ là đẹp nhất. Tạo với nhau góc cố định. Nếu có 90 độ thì là đẹp nhất. Còn nếu không có 90 độ dùng tạo 60 độ, 45 độ. Miễn là cố định. Có 90 độ thì êm nhất. Để tí nữa khi mà chúng ta biểu thị xong tích vào các vector mà nó vuông với nhau thì nó phăng teo đi. Bắt đầu biểu thị vector AC phải trước nhá. AC phải này. Ba vector cơ sở đây thì chọn là vector AB, vector AC, vector AA phải. Vector AC phải biểu thị qua vector AC cộng CC phải. CC phải này tí nữa ta vòng về AA phải là xong. Đúng không? Bằng vector AC cộng vector AA phải.
ai giỏi thì dùng chơi luôn theo quy tắc hình bình hành. Vector AC phẩy đường chéo bằng vector AA phẩy cộng vector AC. Tương tự như vậy, vector BA phẩy. BA phẩy bằng BA cộng AA phẩy. Vậy nó sẽ bằng vector AA phẩy trừ vector AB. À, nhớ được quy tắc cắt trừ vector để chơi luôn cho nó nhanh. Xong chưa? Sau khi biểu thị xong qua ba vector cơ sở thì chúng ta dùng tích vô hướng của nó. Tích vô hướng AC phẩy nhân với BA phẩy. AC phẩy nhân BA phẩy. Tích vô hướng. Tích vô hướng này được thực hiện theo hai con đường. Con đường 1 là thực hiện trực tiếp nó bằng tích độ dài nhân với cốt góc xen giữa. Con đường 2 là thực hiện theo các cái việc biến đổi thành các vector cơ sở. Con đường 1 nha. Con đường 1 thì ghi này, C1 nha. Bằng độ dài này AC phẩy nhân độ dài BA phẩy nhân cốt góc tập bởi hai vector. Cốt góc tập bởi hai vector AC phẩy và BA phẩy. Thế thì độ dài của nó AC phẩy chưa tính được, BA phẩy chưa tính được, nhưng có thể biểu thị được qua một biến trung gian cần tìm. Đó là cái biến chiều cao này thì gọi là x. Thì lập tức AC phẩy sẽ biểu thị được theo AX, BA phẩy sẽ biểu thị được theo AX. Như vậy nó sẽ bằng căn bậc 2 của A bình phương cộng X bình phương nhân căn bậc 2 A bình phương cộng x bình phương. Cốt góc tập bởi 2 vector này thì ở đây chúng ta phải chia ra hai trường hợp. Trường thứ nhất là cốt góc tập bởi 2 vector này bằng góc 2 vector đấy bằng góc giữa hai đường thẳng bằng 60 độ. Còn trường hợp nữa nó là góc giữa 2 vector này nó bù với góc giữa hai đường thẳng, nó là 120 độ. Thì làm trường hợp 1 nhé, là cốt 60 độ. Lưu ý đây là trường hợp 1 nha. Trường hợp 1. Như vậy nó bằng 1 phần 2 nhân x bình phương cộng a bình phương. Đấy là cách 1 về biểu thị tích vô hướng. Cách 2 biểu thị tích vô hướng là chúng ta đẩy nó sang các cái vector cơ sở. AC phẩy nhân BA phẩy bằng AC phẩy thì thay cái này vào. Đáp tung là đây thì thấy AC nhân với AA phẩy, AC nhân AA phẩy, hai vector liền vuông với nhau tích vô hướng bằng không. Cái ý nghĩa của cái việc chọn các cái vector trung gốc mà góc giữa các vector đã biết ấy, thường chọn 90 độ là tới đây nhằm mục tiêu ma quái này để hai vector vuông với nhau tích bằng không. AC nhân AB, AC nhân AB cũng bằng không vì hai vector là vuông góc. Còn nếu ai không thích chọn A thì chọn C, chọn B đều được cả. Nhưng tính ở cái chỗ này nó sẽ mệt hơn. Khi ta chọn vuông góc rồi thì tính nó sẽ nhàn hơn, nó phăng teo. AA phẩy bình phương thì cái này chính là bình phương vô hướng bằng bình phương độ dài. Chính là x bình phương. AA phẩy nhân với AB thì hai cái này vuông bằng 0. Như vậy cái này rất là đẹp, còn x bình phương đâu. Hiểu không? Bây giờ ta bê x bình phương này cho nó bằng cái này thì từ đó sẽ tìm ra x, vì tính theo hai cách mà thì hai cái nó phải bằng nhau. Như vậy chúng ta sẽ có 1 phần 2 a bình cộng x bình bằng x bình phương. Như vậy x sẽ bằng a.
x bằng a. Đấy trường hợp 1. Còn trường hợp 2 thì chỗ này nó là cos 120 độ. Góc giữa hai vector nó bù với góc giữa hai đường thẳng. Thì cái cos 120 độ nó là trừ 1/2, chỗ này nó thành trừ. Chỗ này nó thành trừ. Trừ thì bật sang chỗ này nó thành trừ và nó vuông đi ạ. Thì đó a bình nó bằng trừ x bình vuông đi ạ. Bằng trừ 3 x bình vuông đi ạ. Thì trường hợp 2 không xảy ra. Như vậy chỉ có một trường hợp này thôi. Trường hợp 2 không xảy ra nhé. Trường hợp 2 là cos 120 độ không xảy ra. X bằng a. Bây giờ chúng ta sẽ chém các thể tích của lăng trụ. V lăng trụ bằng diện tích đáy nhân chiều cao. Như vậy đây là V, V 4 điểm bằng 1/3 V lăng trụ bằng A mũ 3/6. Em không? Nhỏ rồi chứ? Mấy ông mới này nhỏ? Không hiểu chỗ nào? Nhanh quá hả? Nó mới học rồi ạ. Rồi. Đây là sao hết sức bình tĩnh. Chưa về đây không ạ? Báo trực tuyến ok không ạ? Không đạt rồi ạ. Không bắn đi, không thấy không đạt đâu. Chưa đây, đúng là ngân chưa tỉnh của. Bình thế nào, hiểu không? Bình bon. Ok. Anh ông đại chạy đâu mất rồi. Nguyễn Phương hiểu không? Rồi, tiếp bài số 4 nha. Bài số 4. Cho lăng trụ ABC, A phẩy, B phẩy, C phẩy. Biết A, B, B phẩy, C phẩy là tứ diện đều cạnh A. Tính V lăng trụ. Bài số 5. Lăng trụ ABC, A phẩy, B phẩy, C phẩy, lăng trụ bất kỳ đây. Biết AB, B phẩy, C phẩy là tứ diện đều cạnh A. Tính thể tích lăng trụ. B, B phẩy, C phẩy. A, B, B phẩy, C phẩy là tứ diện đều. Như vậy bài này nếu mà chúng ta truy nã thẳng vào
thẳng vào bài thì cũng hơi mệt, mà chúng ta nên xoay vào cái tứ diện đều này thôi. Tứ diện đều này có bốn đỉnh nằm trong cái lăng trụ tam giác. Vậy thì chúng ta xúc cái thể tích của tứ diện này nào. Xúc xong thể tích tứ diện này thì chúng ta sẽ nhân với mấy thì ra thể tích lăng trụ? Nhân 3 đúng không? Vì thể tích 4 điểm thì bằng 1/3 thể tích lăng trụ. Vậy chúng ta đớp được cái thể tích 4 điểm này là sao? Đúng không? Thể tích tứ diện đều còn thuộc công thức không? Ai thuộc? V tứ diện đều bằng gì ạ? Cạnh mũ 3 nhân với căn 2/12 thuộc đấy nha, cái này thuộc đấy. Còn cách tính thì các ông xem lại công thức thể tích, cách tính của thể tích của chóp trong video cũng là chưa học trực tiếp chuyên đề này, xem lại video. Như vậy thể tích tứ diện đều A B B phải C phải A mũ 3 căn 2/12. Từ đây suy ra lăng trụ V lăng trụ bằng 3V 4 điểm A mũ 3 căn 2/4. Đây là bài số 4. Em đi Duyên, em đi. Ok chứ? Hiểu gì? Kiên hiểu không? Chưa chắc. Thế nào có 5 nữa? Mà chưa hiểu mấy còn một bước nữa là xem lại video nhé. Diện tích AB, B phải A phải. Khoảng cách từ G, G trọng tâm tam giác ABC. Còn lại dễ không? Hơi dễ rồi. Không dễ lắm. Anh em có phương án nhỉ? Mình có phương án nhỉ? Thì nghe rồi nhưng mà thấy nó lạ lạ không thầy. Nêu cách tính nhỉ? Thì khoảng cách từ G thì cái mặt phẳng bằng 1/3 khoảng cách từ C đến mặt cái mặt phẳng. Ừ, xong sao nữa? Xong rồi tính cái thể tích của C A phải, B phải, B A. Ok, tốt. Ý tưởng chuẩn rồi đấy. Khoảng cách từ G sẽ đẩy sang khoảng cách từ C. G là trọng tâm. Như vậy khoảng cách từ G đến mặt phẳng AB, B phải, A phải nó sẽ bằng 1/3 khoảng cách từ C đến mặt phẳng AB, B phải, A phải. Khoảng cách từ C đến cái mặt AB, B phải, A phải tính được. Diện tích AB, B phải, A phải đã cho. Như vậy thể tích cái khối chóp C này A, B, A phải, B phải là chén được.
hình dung nói âm mưu chưa nhỉ? Âm mưu nhá. Âm mưu là tính V của C này. A, B, B phải, A phải. Chén được cái này là sẽ lan năng trụ. Vì cái này là khối 5 điểm. Hiểu âm mưu không? Mà muốn chén khối này thì khối này đang là khối chóp tứ giác có đỉnh C. Đấy là hình bình hành A, B, B phải, A phải. Hình bình hành này đã có diện tích là 6 rồi. Vậy cần chiều cao từ C đến mặt A, B, B phải, A phải nữa là sao? Hiểu không? Biết chiều cao, biết diện tích đáy thì sẽ là thể tích. Đấy là âm mưu tính thể tích của cái này. Vậy đây có một cái công thức khoảng cách từ G. A, B, B phải, A phải. Chia khoảng cách từ C đến A, B, B phải, A phải. Bằng GM trên CM. Bằng 1 phần 3. Đây, cái này chúng ta phải biết. Đây là công thức tỷ số khoảng cách. Lớp 11 học rồi. Đồng nghĩa với quên rồi. Như vậy, khoảng cách từ C đến mặt phẳng AB, B phải, A phải bằng mấy nhỉ? 3 lần khoảng cách từ G, 3 nhân 2 là 6. Như vậy, thể tích khối chóp C, A, B, B phải, A phải bằng 1 phần 3 diện tích đáy nhân với chiều cao. Chiều cao chính là khoảng cách từ C đến cái mặt này. Nó là 6. Như vậy, thể tích khối này là 1 phần 3 nhân 6 nhân 6 bằng mấy nhỉ? 12 à? Đây là khối 5 điểm. Vậy khối lăng trụ cũng bao nhiêu? Kiên. Đáp số. Bao nhiêu? Bằng 3 phần 2 khối kia đúng không? 3 phần 2 khối 5 điểm. 3 phần 2 18. Đúng 18 nhỉ? Ok. Như vậy cái loại mô hình 1 nha. Mô hình 1 tỷ lệ thể tích khối lăng trụ được lấy từ các cái khối đã có sẵn trong mô hình là khối 3 điểm và khối 5 điểm. Chúng ta chỉ cần nhớ cho thầy hai công thức thôi. Khối 4 điểm, 4 điểm, khối 5 điểm. Khối 4 điểm thì V 4 điểm bằng 1 phần 3 V lăng trụ. V 5 điểm bằng 2 phần 3 V lăng trụ. Chỉ áp dụng với lăng trụ tam giác nhé. Chỉ áp dụng lăng trụ tam giác. Ok chưa nhỉ? Rồi, mục này tạm dừng nhá. Chúng ta next game sang chuyên mục khác.